Những chị em nào mà thuộc mệnh mộc thì có thể tìm ngay cho mình con iPhone 12 màu xanh min như thế này nhá. Ở loanh quanh phân khúc giá dưới 10 triệu thì iPhone 12 là một sự lựa chọn cho chị em. Đầu tiên là về màu sắc thì cực kỳ trendy với màu xanh min rất thời trang. Đem ra ngoài đường nhìn thôi là người ta đã biết bạn đang xài iPhone gì rồi. Vì chỉ có iPhone 12 mới có màu xanh min dễ thương như thế này thôi. Với thiết kế cực kỳ cao cấp với khung viền được làm hoàn toàn bằng kim loại, với mặt lưng kính trông rất sang chảnh nhưng bám bẩn cực kỳ dễ dàng. Chỉ cần chạm tay vô là đã bám bẩn rồi. Nên là hãy trang bị cho mình một chiếc ốp lưng vừa chống chảy xước mà vừa chống bẩn tốt nhá. Về kích thước màn hình, chúng ta sẽ có một cái màn hình 6.1 inch, vừa đủ trong vòng tay của chị em phụ nữ. Và màn hình của nó là Super Retina OLED với tần số quét lên đến là 60Hz. Sở hữu con chip là Apple A14 Bionic sản xuất trên tiến trình 5 nanomet cho khả năng trải nghiệm, lướt web, xem phim, thậm chí là chơi game vẫn rất là ngon trên chiếc iPhone 12 này. Về camera thì còn gì phải nói nữa. Cả hai camera ở đây được trang bị lên đến 12 megapixel. Chụp ảnh trên iPhone tuy là nó có hơi vàng một tí, nhưng mà chụp xong mà sửa ảnh up lên Instagram, Facebook đỡ vỡ ảnh hơn hàng ngàn con Android. Tuy nhiên một điểm yếu nữa của iPhone 12 đó là pin. Khi chiếc iPhone 12 này của tôi được trang bị viên pin là 2800 mAh. Nếu như tôi xài thường xuyên cả 4G và Wi-Fi thì có thể là 3 lần. Còn những chị em nào chỉ để lướt web, đọc tin tức thôi thì có thể trụ cho chị em khoảng được gần 1 ngày. Vẫn rất ngon. Hỗ trợ sạc nhanh 20W. Hiện tại thì iPhone 12 màu xanh trên tay tôi đang có mặt tại Bạch Long Store. Nếu chị em nào đang quan tâm tới những dòng iPhone 12 có màu trendy như thế này, hoặc những anh nào mà đang đau đầu để nghĩ xem sinh nhật nên tặng gì cho chị em, thì đây là một sự lựa chọn dành cho anh chị em. Hãy tới ngay tại Bạch Long Store nhé.